Kinh văn, các tỳ kheo tới cũng lại đệ nhất. Tán rằng dưới là đoạn lớn thứ tư của vòng thuyết pháp thứ ba, chính thức thụ ký cho. Có hai phần, ban đầu thụ ký cho mãn từ, sau đó thụ ký cho 500 đệ tử. Ban đầu thụ ký lại có hai phần, một, đầu là nhân ký, hai, sau là quả ký. Nhân ký có 6 thứ, đây là đầu tiên thụ ký cho thành người giỏi. 7 Phật, tức 7 Phật, quá khứ, tiền kiếp có 3, tỳ bát thi Phật, thi khí Phật, tỳ thấp phọc phủ Phật. Hiện kiếp có 4, ca lộ, ca thôn đà Phật, ca lộ, ca mâu ni Phật, ca diếp ba Phật và thích ca mâu ni Phật. Phân tích về nghĩa của hiện kiếp vân vân thì đều như Di Lặc Thượng Sinh Sớ đã nói, đây là trình bày chung về 7 Phật quá khứ. Còn đối với ta ngày nay là hiện tại sẽ trình bày riêng. Kinh văn mà đều hộ trì tới tam miệu tam bồ đề. Tán rằng đây là hai ký, một hỗ trợ tuyên pháp, hai hóa lập bồ đề. Kinh văn, để tịnh cõi Phật tới đủ đạo Bồ Tát, tán rằng đây có ba ký, một thường xuyên khuyến hóa, hai lợi sinh, ba đủ đạo Bồ Tát. Kinh văn, quá vô lượng tới Phật Thế Tôn, tán rằng dưới là quả ký. Có 6 ký, đây là ký đầu tiên, thụ ký về danh hiệu, vì hiểu rõ pháp nghĩa cho nên gọi là pháp minh. Kinh văn, Phật đó lấy tới đầy rẫy ở trong, tán rằng dưới là ký thứ hai, tướng trạng cõi nước. Có 2 phần, đầu tiên là nêu rõ, sau đó là kết luận. Trong phần nêu rõ có 6 mục, ở đây có 2, 1 rộng hẹp ra sao, 2 tướng trạng thế nào. Tướng trạng thế nào có 3, A. Bảo địa đất đai quý báu, B. Địa bình đất đai bằng phẳng, C. Đài quán. Chữ lăng sách Ngọc Thiên giải thích là gò đất lớn. Lăng còn chỉ khâu lăng tức mồ mả lớn. Chữ giản là thủy danh chỉ khe nước giữa các núi. Sâu rộng 4 thước thì gọi là câu, rãnh, cống rãnh. Hác là khe, có khi có nghĩa là hang động sâu rỗng. Kinh văn, cung điện chư thiên tới không có dâm dục. Tán rằng trong này có một mục nêu rõ tướng trạng, có thiện không ác, có 4 ý, 1 trời gần, 2 thấy nhau, 3 không có ác đạo, nữ nhân, 4 vô dục hóa sinh. Kinh văn, được đại thần thông tới mà tự trang nghiêm. Tán rằng trong này cũng có một mục nêu rõ tướng trạng, tướng của người trời có 7 ý. 1. Đắc thông, 2. Thân quang, 5. Tinh tiến, 6. Trí tuệ, 3. Phi hành, 4. Ý chí kiên cố, 7. Tướng hảo. Kinh văn, chúng sinh nước ấy tới thiền duyệt thực. Tán rằng đây chỉ có một mục nêu rõ tướng trạng, thực nhậm chỉ nói về thức ăn, thức uống để duy trì. Đây nói tới nhị thực, hai loại thức ăn. Phật Địa Kinh cũng nói hai loại, pháp hỷ và pháp lạc. Vì pháp vị to lớn duy trì hỷ lạc, Kinh Vô Cấu Xương nói, đã ăn bất tử pháp lại uống giải thoát vị. Các kinh khác nói tới tứ thực, bốn loại thức ăn đó là đoạn xúc tư thức. Nhiếp Luận cũng nói bốn loại đó là 1. Bất thanh tịnh, 2. Thanh tịnh, 3. Tịnh bất tịnh, 4. Thị hiện y chỉ trụ thực. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói về kiểu thực, 9 loại thức ăn, gồm 4 loại thế gian thực và 5 loại xuất thế gian thực. 4 loại thế gian thực là những gì? Đó là đoạn thực, xúc thực, tư thực, thức thực và nói rộng về những tướng này. 5 loại xuất thế gian thực là những gì? Đó là 1. Thiền thực, 2. Nguyện thực, 3. Niệm thực, 4. Bát giải thoát thực, 5. Hỷ thực. Thường cùng chuyên niệm trừ bỏ 4 loại thế gian thực, cầu 5 loại xuất thế gian thực. Pháp vô lậu phá tan hữu lậu, chẳng phải là hữu lậu thực. Pháp hữu lậu trái ngược, làm hại vô lậu, chẳng phải là vô lậu thực. Thực ra đều gọi là thực cả. Tạm thời nuôi dưỡng duy trì thì có thể giả danh là thực, song cứu cánh thì chẳng phải. Ở đây và Phật Địa Kinh, Vô Cấu Xương Kinh chỉ nói về vô lậu thực, chứ chẳng phải là hữu lậu thực. Các chỗ khác nói tới bốn loại, đó chỉ là hữu lậu thực, chứ chẳng phải là vô lậu thực. Kinh A Hàm nói đến 9 thứ thực, đó là gồm cả hai loại thực, thế gian và xuất thế gian. Nhiếp Luận nói 4 loại,
là dựa vào con người mà phân biệt các loại thực và phi thực pháp khác nhau. Cái hỷ lạc do pháp vị sản sinh ra mà Phật Địa Kinh nói đó, thì ở đây gọi là pháp hỷ. Đây dựa vào điều chứng được lúc đầu chỉ ở tại ý thức, dục giới duyên vào giáo nên chỉ gọi là hỷ thực. Đó căn cứ vào lúc sau cũng chung cho cả sáu thức, chung cho cả sắc giới cũng có, cho nên tách bạch ra làm hỷ lạc đề gộp lại gọi là hỷ vì nghĩa vui thích giống nhau. Đó chỉ nói về ngoại duyên, chẳng nói tới thiện duyệt. Thiện duyệt tức là khinh an lạc thực, đây nói chung cho cả nội duyên, cho nên kiêm cả thiện duyệt. Đây là căn cứ và sự chứng đắc ban đầu, chỉ ở trong ý thức, chỉ gọi hỷ là thực. Còn kinh vô cấu xương đó thì lại gọi cả hai thứ giả thực hữu vi, vô vi thủ thắng là thực. Vì giải thoát cho khỏi khổ cho nên gọi là giải thoát thực. Chân như lý tính đó gọi là bất tử thực. Hai thứ này mãi mãi giúp ích cho chúng sinh, cho nên thuyết minh thiên về hai thứ này. Các kinh khác nói đến tứ thực như đoạn thực vân vân, đó chỉ là nói về các thứ hữu lậu thực, có thể trường dưỡng khí lực, có thể tăng thêm hỷ lạc, có thể nuôi dưỡng hy vọng, có thể nhiếp chư căn đại trùng tạo sắc, làm cho trường thọ ấm áp liên tục chẳng hoạ. Thêm nữa thần thủ tầm pháp, bốn thứ đó theo như thứ tự mà trường dưỡng thân hữu lậu, quán nhập niệm trụ, cho nên chỉ có bốn. Kinh A Hàm nói tới chín loại thực, đó là nói gộp cả hai thứ hữu lậu và vô lậu, hai loại thiền và hỷ trong năm loại sau, tức hai loại thực này có thể trưởng dưỡng được pháp thân, vì giúp ích được nhiều cho nên thuyết minh thiên về các loại này. Nguyện niệm giải thoát tuy cũng thực sự có ý nghĩa giúp cho sự trưởng dưỡng, kinh đó gọi là thực thức ăn, nhưng vì chẳng phải là thủ thắng, là chung cho mọi thứ chỉ duyên vào ngoại, nội mà sinh, kém hơn pháp thiền, pháp hỷ, thiền duyệt, cho nên trong kinh này lược đi chẳng nói tới. Kinh văn có vô lượng tới cùng tám giải thoát, tám rằng trong này chỉ có một mục nêu rõ tướng trạng, đó là quyến thuộc tam thừa, ba đức của Bồ Tát, ba đức của Thanh Văn. Kinh văn cõi nước Phật đó tới trang nghiêm thành tựu, tám rằng đây là kết luận về tướng trạng của cõi nước Phật đó. Kinh văn tên kiếp là Bảo Minh tới đầy khắp nước ấy, tám rằng để có bốn ký, một tên kiếp, hai tên nước, ba tuổi thọ, bốn dựng tháp. Kinh văn bấy giờ Thế Tôn tới độ các loài chúng sinh, tán rằng 21 tụng rưỡi chia làm hai phần. Phần đầu 12 tụng, tụng về phần Phật ấn thuật ở trên. Phần sau 9 tụng rưỡi, tụng về phần Phật chính thức thụ ký cho. Phần đầu lại chia làm hai đoạn. Đoạn đầu gồm 7 tụng, tán thán đức ngày nay. Đoạn sau gồm 5 tụng, tán thán đức ngày xưa, chẳng tụng về việc Phật hỏi đại chúng, về lý tùy tụng về đức ngày nay, nhưng về thế văn tự hồ, như tụng về hết thầy đệ tử ứng hóa. Đoạn đầu có 3 mục, 2 tụng rưỡi đầu nêu lên, 3 tụng sau giải thích thành tựu, 1 tụng rưỡi cuối kết luận, đây là mục đầu. Kinh văn tự nói là thanh văn, tới lại hiện tướng tả kiến, tán rằng đây là giải thích thành tựu, có 2. Một tụng rưỡi đầu thị hiện trụ ở thanh văn, cách Phật đạo còn xa để giáo hóa các chúng sinh. Một tụng rưỡi sau thị hiện ở tiểu thừa, thực ra là để tịnh cõi Phật. Kinh văn, đệ tử ta như vậy, tới tâm thì mang nghi hoặc, tán rằng đây là kết luận. Kinh văn, này Phú Lâu Na này, tới đa văn có trí tuệ, tán rằng dưới là năm tụng, tụng về đức ngày xưa có 10 loại, trong này có 3 loại. 1. Hộ pháp, 2. Thắng nhân, 3. Đa văn, có trí tuệ, trưởng hàng không có mục này. Kinh văn, nói ra không sợ gì, tới mà tự tịnh cõi Phật, tán rằng trong này có 7. 1. Năng thuyết, 2. Đắc thông, 5. Thuyết tịnh pháp, 6. Làm lợi ích lớn, 3. Có đủ vô ngại giải, 4. Thức căn, 7. Tịnh cõi Phật. Kinh văn, tương lai cũng giảng tới hộ trì kho pháp bảo, tán rằng dưới là 9 tụng rưỡi, tụng về việc thụ ký, có 2 phần, 2 tụng rưỡi đầu nhân ký, 7 tụng sau quả ký, đây là phần đầu nhân ký, có 6. 1. Cúng Phật, 2. Tuyên Pháp, 3. Tịnh cõi Phật, 4. Thuyết Pháp, 5. Lợi sinh, 6. Hộ Pháp. Kinh văn, sau đó được thành Phật, tới cũng không có đường ác, tán rằng dưới là quả ký, có 2 phần, 5 tụng rưỡi, tụng đầu về ký, 1 tụng rưỡi sau tụng về kết luận. Đây là phần đầu có 4, 1 tự thể, 2 tên nước, 3 tên kiếp,
bốn tướng trạng cõi nước. Bồ Tát chúng rất đông, đều ở trong cõi nước đó, giống như trên kia đã nói. Kinh văn tỷ kheo phú lâu na tới ta nay chỉ nói qua. Tán rằng đây là phần kết luận, xét ý đoạn văn này thì thấy đây là Phật thụ ký, cho từ bát địa trở lên trong cõi của báo Phật. Kinh văn bấy giờ 1200 tới cũng chẳng khoái sao. Tán rằng dưới đây là đoạn lớn thứ hai nói về việc thụ ký cho 500 người, có bốn mục: một, trong tâm mong muốn; hai, Phật ưng thuận; ba, Phật chính thức thụ ký cho; bốn, hối hận lĩnh giải. Đây là mục đầu. Kinh văn Phật biết những người này tới Tam Bồ Đề ký, tán rằng đây là mục hai, Phật ưng thuận. Kinh văn ở trong chúng này tới Phật Thế Tôn, tán rằng đây là mục ba, Phật chính thức thụ ký cho, có hai phần: phần đầu thụ ký cho người có mặt, phần sau một tụng rưỡi, ở cuối tụng về việc thụ ký cho người vắng mặt. Phần đầu có hai, đầu tiên là trưởng hàng, sau đó là kệ tụng. Trưởng hàng có hai: A, đầu tiên thụ ký cho Trần Như; B, sau đó thụ ký cho 500 đệ tử. Đây là phần đầu. Kinh văn 500 người đó tới gọi là Phổ Minh, tán rằng đây là thụ ký cho 500 đệ tử, có hai cách giải thích. Một là đây tức là 500 trong số 1200, hai là đây là số khác. Cách giải thích đầu là đúng. Kaliu Đà Di, đây gọi là hắc quả, ánh sáng đen. Yêu Đà Di, đây gọi là xuất hiện. Chu Đà, có nghĩa là con rắn. Nô Sa Giả Đa, nếu phiên âm thật đúng thì phải là Sa Bà Yết Đa, tiếng Hán dịch là Thiện La. Các điều khác thì như trước đã giải thích. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới, nên hiệu là Phổ Minh, tán rằng đây là 11 tụng chia làm hai phần. Một tụng rưỡi đầu tụng về việc thụ ký cho người có mặt, một tụng rưỡi sau tụng về việc thụ ký cho người vắng mặt. Trong 9 tụng rưỡi tụng về việc thụ ký cho người có mặt ở phần đầu, có 2 mục. 6 tụng thụ ký cho Trần Như, 3 tụng rưỡi thụ ký cho 500 đệ tử. Mục đầu lại chia làm 5, trong này có 2, một tụng thời, một tụng rưỡi tự thể. Kinh văn, cõi nước ấy thanh tịnh, tới pháp diệt, trời người lo. Tán rằng trong này có 3, một cầu cõi nước, 2 tụng và một câu quyến thuộc, một tụng quấy trụ thọ. Kinh văn, 500 tỷ kheo ấy tới đều như trên đã nói. Tán rằng đây là việc thụ ký cho 500 đệ tử, có 3 phần: 3 câu tự thể, một tụng một câu truyền ký, một tụng rưỡi kết loại. Kinh văn, Ca Diếp, người đã biết tới, người hãy tuyên thuyết đi. Tán rằng đây là đoạn thứ hai nói về việc thụ ký cho người vắng mặt, tức là thụ ký cho số người chẳng tại cuộc hội trong số 1200 người. Kinh văn, bấy giờ 500 tới hối lỗi tự trách, tán rằng đây là mục thứ tư, 500 đệ tử hối hận và lĩnh giải, có hai phần. Phần đầu nêu lên sự hoan hỷ hối hận tự trách, phần sau nói lên sự hối hận tự trách, đây là phần đầu. Kinh văn, Thế Tôn tới tiểu trí là đủ, tán rằng dưới là nói lên sự hối hận tự trách, có hai phần: phần đầu là trưởng hàng, sau là kệ tụng. Trưởng hàng có hai, đầu là tự trách, sau là lĩnh giải. Đây là phần đầu, trước là nêu lên, sau là giải thích. Kinh văn, Thế Tôn tới cho họ rồi đi, tán rằng đây là lĩnh giải, có hai phần: đầu là dụ thuyết, sau là hợp thuyết. Trong dụ có hai, đầu tiên là lĩnh giải về xưa là quyền, sau đó là lĩnh giải về nay là thực. Đó là đoạn từ sau đó thần hữu gặp gỡ nhìn thấy hắn trở xuống. Phần đầu có ba mục: một, lĩnh giải lúc đầu dẫn ra khỏi chỗ nguy hiểm; hai, từ người đó say nằm trở xuống, lĩnh giải nửa đường mới lùi; ba, từ dậy rồi đi chơi trở xuống, lĩnh giải việc Phật vì chúng sinh mà đặt ra hóa thành, chẳng lĩnh giải về mục thứ tư, mọi người mệt mỏi đều nghỉ ngơi. Đây là mục đầu, tức là việc 16 phương tử mới gặp lần đầu. Có người là tự ví dụ với bản thân, nhà thân hữu là ví dụ với thiện hữu chân chính của các vương tử trên. Hữu là bạn cùng chí hướng, là bạn rất thân. Lễ ký nói rằng liều hữu thì nêu đức khiêm nhún, chấp hữu thì khen đức nhân hậu. Trịnh Huyền giải thích liều hữu là bạn cùng làm quan, chấp hữu là bạn cùng chí hướng. Trên kia đã ví Phật pháp với nước, đại thừa với thành, trung đạo đại thừa với nhà xá.
Này nhà ở đây cũng tức là nhà đó, vì từ trong cõi sinh tử mà đi tới Phật Pháp, trong thời gian ấy vẫn còn là phàm phu, phiền não chưa đoạn, còn bị vô minh trói buộc, say mụ mê tâm, đang nằm ngủ trong vòng sinh tử, tuy gặp Phật Pháp vẫn gọi là say nằm. Bấy giờ thân hữu hóa duyên ở nơi này đã dứt, phải hành hóa ở chốn khác, cho nên gọi là việc quan phải làm, quan sự đương hành. Cũng giống như ở nơi một ao đầm lớn bơi thuyền nhanh mà xuôi sang đông, người ngồi trên thuyền nhìn nước ao tù mà tưởng là nước chảy sang tây, kỳ thực là nước chẳng vận hành, tự hành trái ngược với chân thừa, cho nên gọi là Phật đi Phật khứ. Kinh Hoa Nghiêm nói có 10 loại hành: 1. Văn pháp hành, 2. Thuyết pháp hành, 3. Bất tùy tham sân si hành, hành động chẳng theo tham sân si, 4. Dục giới hành, 5. Sắc vô sắc giới tam muội hành, 6. Nghĩa pháp hành, 7. Nhất thiết thú hành, 8. Nhất thiết Phật sát hành, 9. Niết bàn hành, 10. Thạnh mãn chư Phật hành. Tùy theo sự tương ứng mà giải thích, vì đây là đem Phật pháp của Pháp Vương mười phương đi tới nơi khác mà giáo hóa, cho nên gọi là việc quan phải làm, quan sự đương hành. Lấy Bảo Châu Vô Giá ví với Đại Bồ Đề Tâm, Bảo Châu có ba loại: 1. Thủy thanh, 2. Như ý, 3. Thổ kim, nhả ra vàng. Thổ kim có ba loại: 1. Loại hạ phẩm, nhả ra 1 thì được gấp ngàn lần; 2. Loại trung phẩm, nhả ra 1 thì được gấp vạn lần; 3. Loại thượng phẩm, nhả ra 1 thì được gấp vô lượng lần. Ví dụ với nhất thừa có thể sản xuất ra tam thừa, từ tiểu thừa tới đại thừa cứ theo thứ tự mà phối vào thủy thanh. Ví dụ trung chỉ Phật pháp vì thanh trừ được phiền não, như ý ví với Đại Bồ Đề Tâm vì tùy ý cầu gì đều được viên mãn. Nay lấy đó làm ví dụ: áo y ví với thức buộc hệ chỉ sự huân tập, giáo hóa cho họ khiến họ phát tâm, rồi đi đến nơi khác tiến hành việc giáo hóa, đó gọi là cho rồi thì đi. Kinh văn: người ấy say nằm chẳng tỉnh biết gì. Tán rằng: đây là mục thứ hai lĩnh giải về nửa đường mới lùi bước, bây giờ vẫn còn bị phiền não say mụ dẫn nằm ở nhà đại thừa của thân hữu, nhưng chẳng tự biết rõ là có Bồ Đề Tâm Châu. Duy thức dẫn kinh nói rằng: hôn túy chuyển tâm không hề thức tỉnh, ở đó lấy thức mặt na tương ứng với vô minh gọi là túy thể. Nay lấy thức thứ sáu bất cộng vô minh chính thức làm túy thể, vì ở tại địa vị dị sinh sẽ dậy mà tu mà du hành. Kinh văn: dậy rồi đi chơi, tới bèn cho là đủ. Tán rằng: đây là mục thứ ba lĩnh giải về việc Phật đặt ra hóa thành, đã thoái đại tâm trở dậy khỏi muốn đi tìm thắng pháp nên gọi là đi chơi du hành, tới trong Phật pháp nhị thừa gọi là nước khác, vì chẳng phải là nơi đã từng sinh trưởng ở đó, vì xưa kia ở trong vòng sinh tử gọi đó là nước mình, ở trong đại thừa thì gọi là ở nhà thân hữu. Nếu là người đã phát tâm rồi ở trong Phật pháp thì gọi Phật pháp là nước mình, sinh tử là nước khác. Cho nên trước đây mới nói là ở lâu nước người hơn 50 năm. Nếu là người trước kia chưa phát tâm ở ngoài Phật pháp thì coi sinh tử là nước mình, Phật pháp là nước khác. Ngày văn ở đây cũng giống với cách nói của kinh Niết Bàn: ví đại thừa với nhà của cha, tiểu thừa với nước người, cầu chính pháp vị thì gọi là vì áo cơm. Tự mình ra sức cố gắng siêng năng để cầu chính pháp thì gọi là ra sức siêng năng vất vả để cầu thứ rất to lớn. Vì đó là ở tại nhân vị nhị thừa, xả bỏ năm thứ dục lạc, xả bỏ mọi thứ phóng dật nên có được chút ít chứng đắc. Niết Bàn nhị thừa thì không cầu tiến nữa, bèn tự cho là đủ, rồi nảy sinh ra tư tưởng là đã được diệt độ, đã được yên ổn. Kinh văn: sau này thân hữu tới mức như vậy. Tán rằng: dưới là đoạn thứ hai lĩnh giải về nay nói là thực có hai phần, phần đầu là lĩnh giải về diệt hóa, phần sau là lĩnh giải về thuyết thực. Đây là phần đầu. Vì sao để cầu y thực vô lậu mà lại tới ở địa vị nhị thừa cho uổng vất vả như vậy mà chỉ được tiểu quả lợi? Chỉ vì đó chẳng phải là thực thừa mà thôi. Kinh văn: ta xưa muốn khiến tới rất là u si. Tán rằng: dưới là lĩnh giải về việc Phật chính thức thuyết về thực thừa có ba phần. Phần đầu thuyết về việc cùng được gặp Phật. Phần hai trách về trụ ở quyền thừa. Phần ba khiến lấy thực thừa. Đây là phần đầu và phần hai. Ngũ dục lạc, tức là ngũ an lạc. Một, tự tính lạc.
2. Nhân lạc. 3. Thủ đoạn lạc. 4. Khổ đối trị lạc. 5. Vô não hại lạc. Hoặc Phật quả, ngũ pháp thanh tịnh, pháp giới cùng tứ trí phẩm, hoặc là đại thừa vô lậu ngũ ẩn, tức giới thân, vân vân. Ta xưa muốn khiến cho ngươi được thứ an lạc này, cho nên đã lấy hạt châu vô giá, tức diệu nhân bồ đề, cột vào trong áo của ngươi, tức là huân tập vào tâm thức của ngươi. Hiện tại trách ngươi vẫn còn chủ ở quyền thừa, nên nói mà ngươi chẳng biết, tự mình lo nghĩ vất vả uổng công để cầu tự lợi, pháp chấp chẳng diệt, chẳng cầu ngũ lạc, rất là ngu si. Kinh văn: người này có thể tới không thiếu thốn gì. Tán rằng đây là khiến lấy thực thừa. Chữ đọc là mậu là trao đổi. Trao đổi các vật thì dùng chữ mậu này là chữ bối ghép với chữ mão. Chữ mão có âm là dậu. Có chỗ viết là Ngọc Thiên nói chữ này đọc theo phiên thiết của Ca Nhã cả chỉ họ của người chẳng phải là nghĩa ở đây. Dùng để trao đổi có nghĩa là dùng sơ tâm. Ví như Tiểu Bảo Châu mà thân cận chư Phật, nghe và huân tập chính pháp, tăng thêm thiện căn để mà đổi lấy phúc trí thượng vị đại thừa. Ví như Đại Như Ý Châu vô cùng quý báu, một khi đã được thứ đó rồi thì thường được như ý không thiếu thốn gì và đầy đủ mọi đức. Kinh văn: Phật cũng như vậy, tới nhất thiết trí tâm. Tán rằng dưới là hợp lĩnh có hai. Đầu hợp lĩnh về xưa là quyền, sau hợp lĩnh về nay là thực. Đó là đoạn từ nay Thế Tôn trở xuống. Phần đầu có ba mục. Đây là mục thứ nhất, hợp lĩnh về lúc đầu dẫn ra khỏi chỗ nguy hiểm. Kinh văn: rồi sau bỏ quên chẳng biết chẳng hay. Tán rằng đây là mục thứ hai, là hợp lĩnh về nửa đường mới lùi. Kinh văn: đã được đạo A-la-hán tới vẫn còn chẳng mất. Tán rằng đây là mục thứ ba, hợp lĩnh về việc Phật đặt ra hóa thành. Lúc tu hành định tìm thánh pháp, ví như của cải châu báu hao phí công sức, đó gọi là mưu sinh gian nan. Gian vốn chỉ đất khó làm, sách thích danh nói gian nghĩa là căn, ví như gốc rễ của vật vậy. Nan nghĩa như đạn, sợ, e sợ, chỉ thứ mà người ta phải kiêng kỵ, e sợ. Đắc quả A-la-hán cho là đã đắc đạo đầy đủ rồi, mới được ít mà đã cho là đầy đủ. Nhân xưa bản nguyện ngày nay vẫn còn, thời nay mới chín vậy. Kinh văn: ngày nay Thế Tôn tới thực được diệt độ. Tán rằng dưới là hợp lĩnh về nay thuyết thực, có hai phần, phần đầu hợp lĩnh về diệt hóa, phần sau hợp lĩnh về thuyết thực. Đây là phần đầu, chỉ rõ nhị niết bàn, chỉ niết bàn của nhị thừa, tức hữu dư y niết bàn, là nhân của Phật, cho nên nói rằng khiến các ông trồng thiện căn Phật, thị tướng niết bàn. Kinh văn: Thế Tôn tới được pháp chưa từng có. Tán rằng đây là hợp lĩnh về nay thuyết thực, mừng được pháp chưa từng có. Kinh văn: bấy giờ bọn A Nhã Kiều Trần Như tới bèn tự cho là đủ. Tán rằng dưới đây là 12 tụng rưỡi chia làm hai phần. Hai tụng rưỡi đầu tụng về hối hận tự trách, 10 tụng sau tụng về lĩnh giải. Đây là phần đầu, một tụng đầu nêu việc lễ Phật, một tụng rưỡi sau tự trách. Kinh văn: ví như người nghèo túng tới lúc ấy nằm chẳng biết. Tán rằng dưới là tụng về lĩnh giải chia làm hai phần. Phần đầu 6 tụng, tụng dụ lĩnh, phần sau 4 tụng, tụng hợp lĩnh. Phần đầu lại chia làm 2, 4 tụng đầu, tụng lĩnh giải về dụ xưa là quyền. 2 tụng sau, tụng lĩnh giải về dụ nay thuyết thực. Lĩnh giải về dụ xưa là quyền có 3 ý, trong văn này có 2. 7 câu đầu lĩnh giải về dụ đầu tiên giá hóa khiến phát tâm. 1 câu sau lĩnh giải về dụ nửa đường mới lùi, từ trong sinh tử mà tới nhà đại thừa, cho nên gọi là đi đến vãng. Pháp tài vô lượng cho nên gọi là đại phú, coi giáo pháp là cơm thiện, lấy bồ đề tâm làm châu ngọc. Tuy gặp đại thừa nhưng vẫn còn say vì vô minh, cho nên nằm mà chẳng dậy. Kinh văn: người ấy đã dậy rồi, tới có châu báu vô giá. Tán rằng đây là ý thứ ba của phần lĩnh giải về dụ xưa là quyền, đó là lĩnh giải về Phật đặt ra hóa thành. Thoái chuyển khỏi đại thừa rồi, sau đó mới từ sinh tử mà trở dậy đi đến nước nhị thừa. Kinh văn: thần hữu cho châu ngọc tới tha hồ với ngũ dục. Tán rằng đây là lĩnh giải về dụ này thuyết thực thừa. Tụng đầu chỉ rõ nhân xưa là diệt hóa hiển chân, tụng sau thuyết minh về sinh hoan nghỉ. Tuy hiện tại chưa giàu nhưng sau này sẽ giàu có các của cải,
tuy chưa được ngũ dục nhưng không khác gì đã được. Giống như nhìn thấy cỏ trắng đậu ở cây thì chứng tỏ là nước không phải là không có. Kinh văn chúng tôi cũng như thế, tới tự đủ chẳng cầu nữa. Tán giảng dưới là bốn tụng về hợp lĩnh có hai phần, hai tụng đầu hợp lĩnh về xưa là quyền thừa, hai tụng sau tụng hợp lĩnh về nay thuyết thực thừa. Đây là phần đầu. Một tụng đầu tụng hợp lĩnh về lúc đầu dẫn ra khỏi nơi nguy hiểm, nửa tụng sau tụng hợp lĩnh về nửa đường mới lùi, nửa tụng cuối tụng hợp lĩnh về việc Phật đặt ra hóa thành. Kinh văn này Phật giác ngộ cho tôi, tới khắp cả thân tâm đều hoan hỷ. Tán giảng đây là hai tụng hợp lĩnh về nay thuyết thực thừa, chia làm hai. Một tụng đầu tụng hợp lĩnh về diệt hóa hiển chân, một tụng sau tụng hợp lĩnh về đã sinh hoan hỷ. Phẩm thụ học vô nhân ký, ba môn phân biệt: một nói rõ dụng ý, hai giải thích tên phẩm, ba giải đáp thắc mắc. Một nói rõ dụng ý có hai ý, hạng hạ căn có hai loại. Loại danh cao thì phẩm trước đã thụ ký cho rồi, loại danh chẳng cao thì đến phẩm này mới thụ ký cho nên mới có phẩm này. Hai, trong việc Phật thụ ký cho, trên là đồng ký, đây là hậu ký, cho nên có phẩm này. Hai, giải thích tên phẩm. Hàm hở mong cầu tinh tiến tu tập thì gọi là học, tức địa vị hữu học. Việc tinh tiến tu tập ngừng vì đã viên mãn thì gọi là vô học. Này Phật thụ ký cho các loại trên, cho nên gọi là phẩm thụ học, vô học, nhân ký, thụ ký cho các hạng người hữu học và vô học. Ba, giải đáp thắc mắc. Hỏi, vì sao đối với hạng trung căn, việc thụ ký lại gộp làm một phẩm, nhưng đối với hạ căn thì việc thụ ký lại bị tách ra làm hai phẩm? Đáp, việc thụ ký cho hạng cao danh thì một điều khác, hai điều giống. Vì mãn từ và a nhã kiểu trần như là hai loại khác nhau, chẳng phải hạng cao danh thì một điều giống, hai điều khác. Vì 2000 người kia và a nan là hai loại khác nhau, do đó mà hai loại chia làm hai phẩm. Hạng trung căn thì chẳng thế, vì mãn từ trong loại cao danh là để giáo hóa, a nan trong loại hạ danh là để giáo hóa. Kinh văn, bấy giờ a nan tới chẳng cũng khoái ư? Tám giảng phẩm này có hai đoạn, đoạn đầu là chúng tự hy vọng, đoạn sau là phải thụ ký biệt cho. Đoạn đầu có hai phần, phần đầu là hai người hy vọng thỉnh cầu, phần sau là 2000 người khác hy vọng thỉnh cầu. Trong phần đầu lại có hai phần, a tâm niệm, b ngỏ lời. Đây là phần đầu. Kinh văn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy tới chỗ quy y của chúng con. Tám giảng dưới là phần ngỏ lời có ba mục. Đầu tiên trình bày bản thân có phần để theo Phật, sau đó thuật rõ lý do hai người đáng được thụ ký. Cuối cùng chính thức ngỏ lời thỉnh cầu Phật. Đây là mục đầu. Kinh văn, hơn nữa chúng con tới là con của Phật. Tán giảng, đây là thuật rõ lý do hai người đáng được thụ ký. Kinh văn, nếu được Phật thụ ký cho, tới nguyện vọng mọi người cũng được thỏa mãn. Tán giảng, đây là chính thức xin Phật thụ ký cho. Kinh văn, bấy giờ những người bậc hữu học và vô học tới đứng ở một phía. Tán giảng, đây là một 2000 người khác mong mỏi thỉnh cầu. Chữ đọc là đàn, có nghĩa là cởi trần một bên vai áo. Kinh văn, bấy giờ Phật bảo tới Thế Tôn. Tán giảng, dưới là đoạn thứ hai, Phật thụ ký biệt cho, có ba ký, sơ ký A Nan, thứ ký La Hầu, hậu ký 2000 người, sơ ký có bốn, một Phật ký, hai chúng nghi, ba Phật biết bảo họ, bốn A Nan chứng thuyết Phật ký. Đầu tiên là trường hàng có tám mục, một tên Phật, năm tướng trạng cõi nước, hai nhân hành, sáu tên kiếp, ba lợi ích, bốn tên nước, bảy trụ thọ, tám tán thán. Đây là mục đầu. Do chỉ pháp tạng trí như biển sâu chẳng thể lường được, danh như núi cao khó thể ngưỡng vọng được, cho nên gọi là sơn hải tuệ. Thần thông đạt được tự mình tha hồ vận dụng, cho nên gọi là tự tại, không hề chướng ngại, nên gọi là thông vương. Kinh văn, nên cúng giảng với tam miệu tam bồ đề. Tán giảng, đây là ký về nhân hành. Kinh văn, giáo hóa 20 tới diệu âm biến mãn. Tán giảng, đây có 4 ký,
một lợi ích, hai tên nước, ba tướng trạng cõi nước, bốn tên kiếp. Kinh văn Phật đó thọ mệnh, tới lại gấp bội chính pháp, tán rằng đây là ký về trụ thọ. Kinh văn A Nan tới ca ngợi công đức ấy, tán rằng đây là ký về tán thán. Bây giờ kinh văn bây giờ Thế Tôn tới sau đó thành chính giác, tán rằng đây là một tụng, tụng về nhân ký, bốn tụng sau tụng về quả ký. Kinh văn hiệu là Sơn Hải Tuệ tới chồng nhân duyên đạo Phật, tán rằng đây là quả ký có sáu mục: một nửa tụng đầu danh hiệu, hai một câu sau đó tướng trạng cõi nước, ba một câu tên nước, bốn nửa tụng lợi ích, năm nửa tụng tán thán, sáu hai tụng trụ thọ lợi ích chúng sinh tu Phật nhân hạnh. Kinh văn bấy giờ trong hội tới được quyết như vậy, tán rằng đây là mục thứ hai đại chúng nghi hoặc. Kinh văn bấy giờ Thế Tôn tới tam hiệu tam bồ đề tâm, tán rằng đây là mục ba Phật biết bảo họ có ba phần. Đầu tiên thuyết về nhân ban đầu, sau đó trình bày về hành sau đó, cuối cùng là kết luận đắc ký. Đây là phần đầu. Câu xã luận thuyết về Thích Ca gặp gỡ lần đầu, về Thích Ca phát tâm như trong đó tụng rằng: ở ba vô số kiếp, quán sát ngược lên trên, nhiên đăng bảo kế Phật, Thích Ca gặp đầu tiên, nay nói nửa đường gặp Phật ở một nơi nào đó, chẳng phải là lần đầu tiên. Kinh văn A Nan thưởng ưa thích tới cho nên được ký này, tán rằng đây là trình bày về việc tu hành sau này và kết luận về việc đắc ký. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, ví như người nghèo túng ngày đêm đếm các thứ châu báu của người khác, còn mình thì chẳng có phần nửa số tiền ấy. Hạng Đa Văn cũng giống như vậy, cho nên chẳng phải chỉ Đa Văn là có số hút là có thể siêu việt ngay, mà còn cần phải hành để hỗ trợ thêm. Tức như kinh đó nói rằng, nếu muốn cầu trừ diệt vô lượng các điều tội lỗi bạo ác, thì còn cần phải trong mọi lúc đều phát tâm dũng mãnh đại tinh tiến. Cũng chẳng phải chỉ cần có hành ấy là liền được bồ đề, mà còn cần phải đa văn để dẫn đạo. Lại như kinh nói, đa văn năng dẫn lạc, đa văn nhiếp mọi thiện, đa văn xả vô nghĩa, đa văn đắc niết bàn. Cho nên văn bản này căn cứ vào nhất tướng luận trong tứ ý thú của chúng sinh. Ý nhạo ý thú có nghĩa là đối với một thiện căn thì hoặc khen hoặc chê, vì sự tiếp thụ giáo hóa chẳng nhất định. Sau nhân hành của chư Phật từ sơ địa trở đi thì đức lực đều như nhau, tướng thành Phật cũng lại như thế, chỉ vì bản nguyện khác nhau, kiến giải đương nhiên khác nhau, cho nên có sự khác biệt. Thế nên ở đây kết luận nói rằng bản nguyện như vậy.